PV xin trân trọng chào tất cả các cô chú bác, tất cả các anh chị em và quý khán thính giả thân yêu nhất. Lời đầu tiên, cho PV gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả các quý khán thính giả, lời chúc tốt lành và tràn đầy niềm vui, tràn đầy năng lượng. Mèn đét ơi, hôm qua em đi dự hội Halloween về trễ, đến sạp báo lấy thì hết luôn, không còn tờ báo nào hết á. Thế là em phải chạy u một hơi sang cái lò kẹo để em lấy kẹo về em bán. Mãi vô, kẹo kéo đây, kẹo kéo đây. Chị Rita Trần ơi, mua giúp giùm em cây kẹo kéo đi chị. Nè, Trang Vẽ, mua giùm cây kẹo kéo đi. Chị Kiều Thúy ơi, giúp giùm em mua cây kẹo kéo đi chị. Chị Quanh Trầm Thị ơi, hôm qua em kể chuyện ma, hôm nay chị giúp giùm em mua cây kẹo kéo nha chị. Chiến Trần ơi, mua giúp giùm cây kẹo kéo đi. An An nè, giúp mua cây kẹo kéo đi nè. Mãi vô, kẹo kéo đây, kẹo kéo đây, kẹo kéo đây. Như Quỳnh ơi, tiếp giúp giùm mua cây kẹo kéo đi Như Quỳnh. Bà nội ơi, con vào trang web From Inside Asia
đọc cho bà nội nghe nha. Bắt đầu con đọc cho bà nội. Tựa đề là Gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ. Tác giả Phạm Văn Hai, viết ngày 1 tháng 11 2024. Một vài tháng, vài tuần hoặc thậm chí vài ngày có thể tạo nên một sự khác biệt lớn như thế nào trong thế giới YouTube. Điều này không thể hiện rõ ràng hơn với YouTube Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Kênh Mẹ Nắm của cô tự hào có tới 45.000 người đăng ký. Nhưng họ thực sự biết bao nhiêu về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay như chúng ta sẽ gọi ở đây Quỳnh dấu chấm hỏi. Những gì cô ấy thể hiện trên kênh của mình rất khác so với những gì cô ấy làm và nói khi không phát trực tuyến. Chưa đầy một nha bà nội, con đọc bà nội nha. Nội nhớ nói với bà ngoại là con có đọc nha, để bà ngoại la con nha bà nội. Chưa đầy một, Quỳnh tấn công bất kỳ ai và tất cả mọi người. Nhiều người bắt đầu nhận ra rằng Quỳnh không phải là một nhà hoạt động. Có lẽ cô ấy gần với một kẻ phát xít hơn là một nhà hoạt động. Những hành động kiểu này mang bản chất phát xít. Một kẻ phát xít tin rằng bạo lực là một hình thức tuân thủ khả thi đối với quần chúng, tức là những người theo dõi cô ấy. Bạo lực không nhất thiết phải là về thể xác, nó có thể là về tinh thần hoặc thông qua một sự đe dọa. Nếu cô ta có thể gieo rắc nỗi sợ rằng tốt hơn hết là bạn không nên qua đây vì cô ta sẽ tiết lộ những bí mật cá nhân, cuộc trò chuyện của bạn, hoặc thậm chí là những chi tiết riêng tư nhất trong cuộc sống của bạn, thì cô ta sẽ làm vậy. Mọi người đều đã thấy điều này diễn ra với Tammy và Tracy. Tammy và Tracy là những người ủng hộ đầu tiên cho vụ án của Tú. Trên thực tế, vụ án được cho là liên quan đến Tú và đem nhồi trần. Ở đây đó, Quỳnh đã quyết định sẽ đưa tên mình vào vụ án. Tuy nhiên, hành động của Quỳnh trên các buổi phát trực tuyến của cô ấy, cũng như việc cô ấy đưa mình vào vụ án, đã khiến cho Tammy và Tracy phải rút lui. Không phải vì lý do chính trị như Quỳnh đã tuyên bố. Quỳnh có thể gọi mọi người là ngu ngốc, nghèo, túng, rác, rưởi, da trắng và không nói tiếng Anh. Nhưng nếu điều này là sự thật, tại sao cô ấy lại nhận tiền từ tất cả những người ngu ngốc, nghèo, khổ này? Dấu chấm hỏi. Như chúng ta đã biết, Quỳnh không có lòng trung thành. Cô ta sẽ lợi dụng mọi người để đạt được mục đích của mình, giống như những gì cô ta đã làm với Tammy và Tracy. Hay quá. Chủ đề nhỏ số 2. Cái cớ chính trị khập khiễng của Quỳnh. Quỳnh đã nói với những người theo dõi cô rằng Patrick và Tracy đã tránh xa cô vì chính trị của họ. Sự thật là Patrick và Tracy biết Quỳnh ủng hộ đảng Dân Chủ. Nếu chính trị là một vấn đề đối với Patrick và Tracy, họ sẽ không bao giờ quyên góp tiền cho vụ án hoặc trực tiếp cho Quỳnh. Patrick và Tracy không kiện tụng về chính trị. Điều duy nhất họ quan tâm là công lý cho Tú. Patrick đã hủy kết bạn với Quỳnh trên Facebook vì anh không thích thông điệp chính trị của cô xuất hiện trên trang Facebook của anh. Điều đó không có nghĩa là anh không ủng hộ Quỳnh về vụ án. Điều đó có nghĩa là anh không đồng ý với Quỳnh về mặt chính trị. Tất nhiên, một đảng viên Cộng Hòa đã có thể đưa Quỳnh đến Hoa Kỳ. Vì vậy, lý do tại sao cô lại ủng hộ đảng Dân Chủ là điều khá khó hiểu. Tiêu đề 3. Kịch tính thúc đẩy lượt nhắc và người đăng ký trên YouTube.
Quỳnh không có thông điệp thực sự. Nếu cô ấy có, cô ấy đã không phải dùng đến việc gọi tên và bắt đạt. Phường Inside Asia đưa tin hàng ngày về các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, nhưng Quỳnh chưa từng nói về bất kỳ bài viết nào trong số này. Cô ấy quá bận rộn, hạ thấp và bắt đạt những người không đồng ý với cô ấy. Một trong những điều tuyệt vời về Hoa Kỳ là bạn có thể có cuộc đối thoại, trò chuyện và thảo luận cởi mở với bất kỳ điều gì. Tất nhiên, điều này chỉ dùng nếu bạn không thể theo đuổi lý tưởng phát xít. Nếu không, thì ý kiến của bạn là quan trọng nhất. Và bất kỳ ai không đồng ý với bạn sẽ bị đè bẹp. Quỳnh phải duy trì mức độ kịch tính này. Nếu không, mọi người sẽ không xem kênh của cô ấy. Đó là những gì chúng tôi gọi là clickbait. Bạn nghĩ rằng mình sẽ xem một buổi phát trực tiếp về các vụ vi phạm nhân quyền, nhưng rồi phát hiện ra rằng người phát trực tiếp đang nói về những người dùng YouTube khác và hạ thấp họ. Sau đó, mọi người chuyển sang YouTube khác để xem họ sẽ phản ứng thế nào. Điều này diễn ra qua lại, thúc đẩy lượt nhấp và lượt xem của Quỳnh và kiếm tiền vào túi cô ấy. Tiêu đề 4. Quỳnh không có gì để mất. Ngài ra tòa được ấn định vào tháng 2, nhưng có thể có các động thái trì hoãn và hoãn lại, tất nhiên sẽ tốn nhiều tiền hơn. Đừng ngạc nhiên nếu Quỳnh bắt đầu yêu cầu thêm tiền vào quyên góp. Nếu không có tiền trong vụ án có thể chết hoặc tệ hơn. Quỳnh sẽ phải đối mặt với một vụ kiện ngược vì tên của cô ấy có trong vụ án. Tất nhiên, Quỳnh khẳng định rằng chính các luật sư đã nói tên cô ấy phải có trong vụ án. Nhưng không ai chĩa súng vào Quỳnh khi cô ấy nói làm đi. Quỳnh tự đưa ra quyết định đó và rõ ràng là đồng ý vì tên của cô ấy xuất hiện trong vụ án. Điểm mấu chốt là bất kể tên của cô ấy xuất hiện trong vụ án như thế nào thì thực tế là tên của cô ấy vẫn có trong vụ án. Tiêu đề 5. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Điều trớ trêu là vụ việc Minh Tú là Quỳnh kiện đem nhờ Trần lại liên quan đến phỉ báng. Nhưng chỉ cần quay lại chưa đầy một ngày để thấy Quỳnh đã phỉ báng Tracy, Tammy và giờ là Chiến như thế nào. Quỳnh đã tuyên bố rằng Chiến đã ngừng theo dõi cô ấy vì Chiến đã được Ba Trích và Tracy trả tiền. Đúng là Ba Trích và Tracy mà Quỳnh cho là đã phá sản. Điều thực sự đau lòng trong câu chuyện này là Chiến coi Quỳnh là thần tượng của mình. Nhưng sau khi Chiến rời xa Quỳnh, cô ấy đã tấn công anh ấy ngay lập tức. Chiến chỉ là một đứa trẻ. Quỳnh có phải là một tấm gương đúng đắn cho những người trẻ tuổi này không? Dấu chấm hỏi. Bạn có muốn con trai và con gái của mình noi theo một người như Quỳnh không? Dấu chấm hỏi. Khi bạn thấy Quỳnh thực sự ảo tưởng và mất trí như thế nào, thì bạn sẽ nhận ra lý do tại sao mọi người lại hủy đăng ký kênh của cô ấy. Bà nội ơi, bà nội, nhớ nói với bà ngoại là con đọc cho bà nội nghe rồi nha. Tại con hứa, nhưng mà con mãi thôi, con đi nghe bà ngoại. Kéo kéo đây, kéo kéo đây, kéo kéo. Hình như là... Mãi vô. Ơi, em đọc xong rồi nha. Chúc tất cả gia đình có một ngày thật tuyệt vời và đầy đủ năng lượng. Các anh chị em ơi, tiếp tục trao đổi đi nha.